10 vạn hay trăm nghìn? 10 vạn. 10 vạn 10 vạn Hay thử nói trăm nghìn, nguyên văn là 20 vạn. 20 vạn 20 vạn 500 nghìn 50 vạn

Việt Nam tuần Việt Nam tuần Việt Nam Việt Nam tuần tuần. Việt Nam, tuần Việt Nam tuần Việt Nam tuần khi hai bên đang ngầm hiểu đây là Việt Nam đồng, bạn có thể dùng từ tuần để chỉ tiền Việt Nam. Ví dụ 2.000 đồng. Lạng chiên tuần. Lạng chiên Việt tuần. 10.000 đồng hay một vạ. Ý hoàn Việt Nam tuần. Ý hoàn tuần. 12.000 Việt Nam đồng hay một vạn 2.000 Việt Nam đồng.

lẻo hoa nguyên Tuần. nghìn Việt Nam đồng nguyên văn là 5 vạn đồng 5 vạn tuần 5 vạn Việt Nam tuần một trăm nghìn đồng 10 vạn tuồn 10 vạn Việt Nam hai trăm nghìn đồng. Ở sứ quan Việt Nam tuần. Ở sứ tuần. Năm trăm nghìn Việt Nam đồng. Ủ sứ tuần. Ủ sứ quan tuần. Bây giờ hãy nghe cách nói một triệu. Trong tiếng Trung một triệu từ với hàng một trăm vạn. Y bái oan. Y bái oan. Một triệu Việt Nam đồng nguyên văn là một trăm vạn Việt Nam đồng. Y bái oan nguyên án tuần. Y bái oan tuần. Hai triệu. 两百万，两百万，还九得两百万块，两百万块，八九得三百万块，三百万块钱。 tám triệu tệ. Ba bài 万 khoai 千. bài quan bây giờ hãy nghe cách nói mười 10 triệu. 1000万.1000万. hãy thử nói hai mươi triệu nguyên văn là hai nghìn vạn.